một số bài tập làm mạnh cơ duỗi các khớp ngón tay. Cơ có tác dụng duỗi các khớp bàn đốt và khớp liên ngón ở bàn tay là các cơ duỗi ngón, với sự hỗ trợ của cơ run và cơ gian cốt. Ngoài ra, ngón út và ngón trỏ có thêm cơ duỗi riêng các ngón. Duỗi ngón là vận động quan trọng trong mở bàn tay để cầm nắm cũng như thả đồ vật. Video này không đề cập đến tập các cơ duỗi ngón cho ngón cái tập cơ duỗi từng ngón đằng trường ngồi trên ghế đặt cánh tay cần tập lên bàn giữ cẳng tay hướng lên trên bàn tay kia giữ chặt ngón tay cần tập ở phần gốc với ngón cái ở mặt lòng và các ngón còn lại ở mặt mu cố gắng duỗi ngón tay ở khớp bàn ngón trong khi các ngón tay kia kháng lại vận động này giữ co cơ từ ba đến năm giây thả lòng và lập lại Tương tự, bạn có thể tập duỗi ngón đằng trường riêng ở khớp lên ngón gần và khớp lên ngón xa. Tập duỗi các khớp bàn ngón, đằng trường. Ngồi trên ghế. Đặt bàn tay cần tập lên bàn với lòng bàn tay hướng xuống, các ngón thẳng. Gấp các khớp giữa và xa của các ngón. Trong khi vẫn giữ khớp bàn ngón thẳng, bàn tay kia cố định mặt mu các ngón chống lại động tác duỗi ngón ở khớp bàn đốt. Giữ co cơ từ 3 đến 5 giây. Thả lòng và lập lại. Tập duỗi từng ngón bằng búng ngón tay. Ngồi thẳng trên ghế. Đặt cánh tay cần tập lên bàn. Giữ cẳng tay hướng lên trên, cổ tay thẳng vào các ngón thư giãn. Sử dụng ngón cái tạo sức cản tập búng ngón tay cần tập. Lầm lại nhiều lần. Tập duỗi các ngón tay với đất nặn. Ngồi trên ghế, đặt cẳng tay và cổ tay sấp lên mặt bàn. Đặt một miếng đất nặn dẹt lên bàn, với các ngón tay cuộn lại. Đặt bàn tay của bạn lên trên miếng đất nặn, để các đầu ngón tay của bạn vào đó. Duỗi thẳng các ngón tay của bạn, dùng đầu ngón tay đẩy đất nặn xa xa nhất có thể giữ cho cổ tay và cẳng tay của bạn không di chuyển so với bàn. Thả lòng và lập lại. Tập mạnh cơ duỗi ngón với dây đàn hồi. Đặt một vòng dây cao xung quanh ngón các và đầu các ngón, bắt đầu với các ngón ở tư thế gấp, thư giãn. Sau đó giữa các ngón và ngón cái càng nhiều càng tốt, chống lại lực cản. Giữ co cơ từ 3 đến 5 giây. Thả lòng và lập lại. Cảm ơn bạn đã xem video này.